Thưa quý vị và các bạn, hiện nay trên 2.200 hecta lúa xuân trên địa bàn huyện Bình đã chín rộ. Với phương châm xanh nhà hơn già đồng, các địa phương đang tập trung chỉ đạo bà con nông dân bố trí nhân lực, phương tiện, máy móc, khẩn trương thu hoạch lúa đến đâu, làm đất đến đó để bắt tay vào sản xuất vụ mùa, đảm bảo đúng khung lịch thời vụ đề ra. Những ngày này, bà con nông dân ở xã Bạch Hà, huyện Yên Bình đang tập trung nhân lực và phương tiện ra đồng để thu hoạch lúa vụ xuân và triển khai sản xuất vụ mùa. Với phương châm xanh nhà hơn già đồng, lúa chín đến đâu thu hoạch ngay đến đó nhằm phòng tránh mưa lũ có thể xảy ra làm ảnh hưởng đến tiến độ thu hoạch và năng suất lúa. Vụ mùa năm nay, xã Bạch Hà phấn đấu gieo cấy 135 ha. Đến thời điểm này, nhân dân trong xã đã thu hoạch được trên 90 ha lúa. Nhờ áp dụng khoa học kỹ thuật vào chăm sóc nên năng suất lúa của xã đạt 56,5 tạ một ha. Năm nay thì tôi cấy được khoảng một mẫu hai, thì tôi cấy hai giống lúa. Thứ nhất là giống lúa Chim Hương, và thứ hai là Việt Nam 20. Nói chung thời tiết thì nó cũng ủng hộ, tại vì từ lúc chúng tôi gieo mạ và cấy thì cứ hơn một tuần hoặc là đến hai tuần thì mưa một lần, cho nên thời tiết nó rất là ủng hộ về việc nước nôi. Thì những cánh đồng đây thì nó thường thường là nó thiếu nước mà, thế nhưng thời tiết nó rất là ủng hộ, cho nên là cái việc làm lúa mùa năm nay thì nó cũng rất là thuận lợi cho bà con. Vĩnh Kiên là một trong những xã luôn đi đầu trong sản xuất mùa vụ của huyện Yên Bình. Công tác chăm sóc phòng trừ sâu bệnh hại được bà con nông dân chủ động nên năng suất và sản lượng luôn đạt khá cao. Hiện nay toàn bộ 140 ha lúa đông xuân của xã đã chín, người dân đã thu hoạch được trên 90% diện tích, năng suất dự ước đạt 55 đến 56 tạ ha. Những năm gần đây, bà con nông dân trong xã cũng đã tích cực đưa cơ giới hóa vào sản xuất nên việc thu hoạch cũng thuận lợi để tiếp tục triển khai vụ hè thu đảm bảo đúng khung lịch thời vụ. Hiện tại thì chúng tôi cũng thu nhanh với phương châm là xanh nhà hơn già đồng. Rồi gặt đến đâu chúng tôi đã bắt đầu bừa đến đấy, đấy ở những cánh đồng kia đã được bừa. Và chúng tôi vẫn tiếp tục lựa chọn những cái loại lúa như là Hương Thơm, thế rồi là LP8, LP5. Bởi vì cây lúa này nó phát triển nó ở cái độ cây thì nó không cao lắm, nó đỡ bị đổ. Thế và hạt giống của nó thì cũng không cao quá và phù hợp với đồng đất của mình. Cái chất lượng gạo thì ngon, trắng, dẻo, ngon. Theo kế hoạch, vụ mùa này xã Vĩnh Kiên đưa vào gieo cấy 170 ha lúa, trong đó có 100 ha lúa trà sớm để giải phóng đất trồng ngô và cây màu vụ đông. Địa phương đang tập trung tuyên truyền bà con nông dân làm đất, gieo mạ, ủ phân và nạo vét kênh mương nội đồng đảm bảo các điều kiện để sản xuất vụ mùa. Xã đang tập trung chỉ đạo là bà con nông dân tích cực thu hoạch vụ chiêm để cho kịp thời vụ sản xuất vụ mùa và sẽ đảm bảo là cấy hết cái diện tích của cái vụ mùa này trong khung thời vụ của tháng 6. Hiện nay thì các cơ sở cung ứng giống trên địa bàn ấy thì cũng đã chuẩn bị đầy đủ giống và vật tư cho bà con nhân dân. Về giá cả vật tư thì vụ này thì cũng không tăng nhiều so với vụ trước. Vụ đông xuân năm 2021-2022, huyện Yên Bình gieo cấy 2.246 ha lúa nước, đạt 107% kế hoạch. Trong đó có 146 ha lúa dưới cốt 58 hồ Thác Bà. Nhờ chủ động khung lịch thời vụ và phòng trừ sâu bệnh hại, nên lúa đông xuân của Yên Bình sinh trưởng và phát triển tốt. Tranh thủ thời tiết thuận lợi, bà con nông dân các xã thị trấn trên địa bàn huyện đang khẩn trương ra đồng thu hoạch lúa xuân. Đến thời điểm này, huyện Yên Bình đã cơ bản hoàn thành thu hoạch, năng suất dự ước đạt 54,29 tạ trên hecta, sản lượng ước đạt trên 12.088 tấn, tương đương với cùng kỳ năm trước. Đối với sản xuất vụ hè thu, năm nay huyện Yên Bình có kế hoạch gieo cấy 2.220 ha lúa, trong đó có 1.000 ha lúa mùa sớm, trên 450 ha ngô và gần 700 ha rau màu các loại. Đối với cây lúa, tập trung gieo mạ trà 1 từ ngày 1 tháng 6 đến ngày 15 tháng 6, trà 2 từ ngày 20 tháng 6 đến ngày 5 tháng 7. Hoàn thành việc cây lúa hè thu trước trung tuần tháng 7. Huyện Yên Bình cũng chỉ đạo đảm bảo cơ cấu giống 50% lúa thuần và 50% là lúa lai với các giống chủ lực như Nhị Ưu 838, TH33, Thụy Hương 308, Hương Chiêm, Bắc Thơm 7, Khang Dân 18. Huyện đã chỉ đạo các ngành trong khối nông nghiệp chủ động cung ứng đầy đủ giống vật tư, đảm bảo chất lượng cho bà con nông dân, làm tốt công tác tu sửa, nạo vét kênh mương thủy lợi, đảm bảo đủ nước tưới tiêu phục vụ sản xuất. Phòng Nông nghiệp Phát triển nông thôn cũng tham mưu với Ủy ban dân huyện chỉ đạo các cái xã thị trấn cũng như là trung tâm dịch vụ rồi là công ty trách nhiệm hữu hạn Tân Phú. Thứ nhất là tổ chức cái khâu tuyên truyền tập huấn kỹ thuật đảm bảo hướng dẫn được người dân theo đúng cái lịch gieo cấy. Đặc biệt đó là trong thời điểm hiện tại thì là tổ chức thu hoạch cái lúa đông xuân 2021-2022
sớm với phương châm là xanh nhà hơn già đồng, để tránh trường hợp là cái thời tiết mưa gió như hiện nay thì nó sẽ ảnh hưởng. Và đặc biệt nữa là trước cái vụ sản xuất thì chúng tôi cũng đã tham mưu Ủy ban dân huyện là phối hợp với Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật tỉnh Yên Bái thành lập các cái đoàn kiểm tra về giống, phân bón, các đại lý giống kinh doanh giống, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật để cung ứng kịp thời giống, phân bón đảm bảo cái chất lượng. Cái khâu quan trọng nữa đó là tuyên truyền vận động các hộ dân để tham gia thực hiện đúng theo cái lịch gieo cấy để đảm bảo được cái đúng theo cái khung thời vụ để làm sao đạt được cái diện tích lúa mùa sớm với diện tích khoảng 1.000 ha để phục vụ cho cái trồng cây ngô đông cũng như là các cái cây màu vụ đông năm 2022. Với những giải pháp cụ thể, sự chỉ đạo sát sao của các cấp các ngành từ huyện đến cơ sở, sự chủ động trong sản xuất của người nông dân sẽ là cơ sở để huyện Yên Bình thực hiện thắng lợi các vụ sản xuất trong năm, góp phần nâng cao năng suất và sản lượng lương thực của địa phương.